các quốc gia châu Âu đang dần trở lại với nhịp sống bình thường. Biên giới cũng đang được mở, ngành du lịch đang tràn đầy hy vọng du khách sẽ trở lại vì đây là chỗ dựa kinh tế của nhiều địa phương, thậm chí là nhiều quốc gia châu Âu. Nếu là một tháng 6 bình thường, Rome, trái tim của Italia sẽ phải đông nghịt du khách đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Các khách sạn cháy phòng, nhà hàng kín đặc người, những con phố tấp nập đến di chuyển còn khó. Thế nhưng, đại dịch COVID-19 ập đến, thay đổi tất cả, giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp du lịch ở thành phố cổ này. Italia đã mở lại biên giới với các nước châu Âu, cho phép người dân đi lại tự do trên khắp đất nước, với hy vọng vực dậy ngành công nghiệp du lịch vốn rất quan trọng với nền kinh tế của nước này. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn chưa có tâm trạng để đi du lịch. Khá tệ là vì chúng tôi làm việc cơ bản là vào các ngày chủ nhật với các du khách Rome, những người thích đi lượn lòng vòng bằng xe đạp, và về cơ bản là chúng tôi đã không thấy khách từ tháng 2 rồi. Có lẽ những người cảm thấy vui nhất là những vị khách muốn chụp ảnh tự sướng ở đài phun nước Trevi, một trong những địa điểm mang tính biểu tượng ở Italia. Giờ đây họ có thể thoải mái chụp ảnh mà không vướng quá nhiều người ở phía sau. Không chỉ ở Rome, đại dịch COVID-19 cũng khiến lượng khách đến thành Vatican sụt giảm đáng kể. Như bạn có thể thấy, chả có ai ở đây cả. Không khách du lịch, chỉ có những người dân Rome tranh thủ tận hưởng vẻ đẹp vắng lặng của nhà thờ Saint Peter. Xét về khía cạnh kinh tế thì thực sự chẳng có gì cả. Chúng tôi mở cửa, tất cả nhân viên đều đang tạm nghỉ việc. Tôi là chủ nên tôi không mất bất kỳ chi phí nào và tôi đến để làm việc. Cũng là để mang đến cảm giác trở lại cuộc sống bình thường. Cho đến hiện tại, ngay cả khi Italia đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19, nhưng có lẽ ngành du lịch của nước này vẫn còn một chặng đường khá dài để khôi phục như trước, quay trở lại với nhịp sống tấp nập, đông đúc du khách như bình thường. Dẫu vậy, ngành du lịch Italia cũng như các nước láng giềng châu Âu từ Tây Ban Nha tới Pháp, các điểm đến nổi tiếng vẫn đang hy vọng du khách sẽ dần dần quay trở lại. Tại Pháp chẳng hạn, ngành du lịch chiếm tới 8% GDP nên sự trở lại của du khách vô cùng quan trọng. Thông thường, từ tháng 6 tới tháng 9 là mùa cao điểm của du lịch Pháp. Năm nay dự báo du khách nước ngoài sẽ giảm khoảng 30% đến 40% so với mọi năm. Tuy nhiên, cũng theo dự báo của giới chức du lịch Pháp, du khách sẽ dự kiến tăng từ đầu hoặc giữa tháng 7. 30% thu nhập của cửa hàng này là từ du khách nên họ đã sẵn sàng chờ đợi. Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ du khách những dịch vụ tốt nhất, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch đúng theo quy định. Chúng tôi có cả mã QR để phục vụ khách hàng online. Còn chủ của khách sạn này đã phải đóng cửa một khách sạn khác do không đủ sức duy trì cả hai. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ. Từ khử trùng tới cách ly, không thiếu gì cả. Những gì chúng tôi cần bây giờ chỉ là mở cửa thôi. Ở một số nơi, đặc biệt là các bãi biển, nơi phóng khoáng chỉ có gió, cát và đại dương, du khách đã bắt đầu tấp nập trở lại. Các thành phố châu Âu cũng rất mong chờ điều đó.